Xin chào mọi người, mình là Daniel tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư hay nhất tại Việt Nam. Cái video này là phần 2, mình sẽ nói về tiền tệ và Bitcoin. Tại sao? Rõ ràng, tiền tệ thì là mình cần nó hàng ngày. Mình cần để giao dịch, để sống hàng ngày, để mua sắm tất cả mọi thứ. Bởi vì cái nước của mình nói tiền tệ của mình có giá trị, bởi vì vậy thì mình dùng nó. Nhưng thiệt sự nó không có giá trị chút nào. Bởi vì nếu nó có giá trị nguyên thủy của nó, thì nguyên chất của nó, thì có nghĩa nó không mất giá. Nhưng cái đó không phải là cái mình trải nghiệm hàng ngày. Tiền tệ trên toàn thế giới ngay bây giờ là mức giá ít nhất 15% và cao nhất cỡ 80%. Nhiều nước đang dính vô cái 80% lạm phát đó. Bởi vì vậy cái nước của người ta đang loạn. Riêng hàng Bitcoin thì nó có một cái số lượng là 21 triệu đồng và không bao giờ có thể có thêm hết. Mà tất cả những nhà băng lớn nhất trên thế giới và những con cá mập, cá heo, những người mà quỹ này quỹ nọ cả ngàn tỷ thì đều nhảy vô. Thì bạn nghĩ sao về tiền điện tử? Bạn không cần biết gì cho sâu xa về tiền điện tử hết. Nhưng cái đó bạn cứ nghĩ theo. Những cái người rõ ràng là những người có tiền của những cái công ty có tiền của nhiều nhất trong thế giới này, rõ ràng là những cái công ty mà có những cái người tài năng nhất làm cho họ, đúng không? Thì và mình nghĩ là mình khôn hơn họ sao, hay là mình nghĩ là mình nên đi theo đồng tiền? Ok, riêng Bitcoin ngay bây giờ tất cả mọi thứ. Tại sao những nước này nước nọ không nhảy vô Bitcoin mà không chào mừng nó? Nó có rất là nhiều liên quan với quỹ tiền tệ thế giới, quỹ tiền tệ quốc tế và nhà băng thế giới, và những nhà băng nhỏ và lẻ trong nước của toàn thế giới. Bởi vì nếu mà tất cả mọi con người chấp nhận Bitcoin, chấp nhận tiền điện tử, thì mình không cần nhà băng nữa. Và mình cũng không cần những cái người làm cho ở trong nhà băng. Bởi vì riêng Daniel có thể giao dịch với một người nào đó ở bên bất cứ một cái nước nào trên thế giới này, và giao dịch và chuyển tiền cho người ta một cách rất là nhanh chóng. Chưa bao giờ có một cái hệ thống nào mà bạn có thể chuyển cả triệu đô, cả tỷ đô mà cái lãi phí nó gọi là tiền cắt và tiền xu. Đây là một hệ thống tương lai, và đây là tương lai. Bạn nên bắt đầu chấp nhận nó. Xin chào.